video này tôi sẽ hướng dẫn cho mọi người cách xây dựng nội dung cho fanpage. Thì bây giờ quảng cáo Facebook ngày càng khó khăn, quảng cáo Facebook không như ngày xưa nữa, bởi vì trước đây thì mọi người quảng cáo không cần để ý target, cũng không cần chú tâm quan trọng hình ảnh lắm, bởi vì là cái đối thủ rất là ít, còn ít người biết tới Facebook. Còn bây giờ thì nhà nhà chạy quảng cáo và người người chạy quảng cáo, thì các bạn phải quay trở lại là chăm sóc fanpage, chăm sóc khách hàng, chăm sóc xây dựng nội dung fanpage thật là chất, để làm sao gia tăng cái sự tương tác giữa người dùng và fanpage. Vì thông thường thì rất là ít những người mà khi các bạn chạy quảng cáo mà họ mua sản phẩm ngay, đó là phần trăm rất là nhỏ. Và còn những cái người mà họ quan tâm đến sản phẩm mà họ chưa mua, họ like trang, hoặc là những người họ đang phân vân, họ đang so sánh mà họ cũng chưa mua, thì nếu như mình bỏ qua những cái đối tượng ấy thì rất là phí phạm. Thì các bạn phải lên kế hoạch xây dựng nội dung cho fanpage, và muốn lên được kế hoạch thì các bạn phải nghiên cứu được cái khách hàng của mình, nghiên cứu được cái người dùng của mình, hiểu họ muốn đọc gì, họ muốn nghe gì, họ thích những nội dung gì, những cái diễn đàn họ muốn tham gia. Và các bạn hãy chăm sóc họ mỗi ngày, và các bạn hãy tuân theo cái quy tắc là 70-20-10. Ở đây là như thế nào? Tức là 70% những cái bài viết mà nó không bán hàng, nó gì? Tức là chia sẻ cái lợi ích, chia sẻ những cái hay, những cái thú vị liên quan đến sản phẩm. Và 20% còn lại thì các bạn hãy làm bài bán hàng, và 10% thì các bạn hãy làm những cái bài tăng độ tương tác, ví dụ như mini game, tổ chức sự kiện, tổ chức ưu đãi, mừng sinh nhật fanpage đấy, tất cả những cái sự kiện đấy tăng cái sự tương tác. Tức là các bạn có thể đưa một bài viết mà dạng câu hỏi hoặc là cuộc thi để tăng cái sự tương tác giữa người dùng với trang. Và khi các bạn chăm sóc fanpage thì các bạn không để khách hàng phải chờ đợi, bởi vì như ở cái video trước là nói, khách hàng mua trên hàng trên Facebook là họ mua theo cảm hứng, nên họ cũng rất là dễ tụt cái cảm hứng và cái cảm xúc của mình. Cho đến hầu hết những cái khách hàng mà buổi tối các bạn không thức muộn để trả lời cho khách thì ngày mai comment lại chưa chắc họ đã mua hàng nữa. Nên là các bạn hãy chịu khó chăm sóc khách hàng liên tục để làm sao cái độ phản hồi tên nhắn, tên fanpage được tốt nhất, để khách hàng nhìn vào đó là biết à, một cái fanpage họ trả lời rất là nhanh. Và tiếp theo nữa là các bạn không nên làm theo những cái trend nhảm nhí, bởi vì là nó không đi theo đúng cái hướng thương hiệu của bạn mong muốn. Ví dụ cái fanpage của bạn là một cái giải trí chẳng hạn, bạn có thể chạy những cái video hài, những cái scandal, thì bởi vì là nếu như các bạn đã tăng đấy thì vô tình chung là các bạn sẽ lôi kéo được một lượng khách hàng mà nó không đúng những cái gì bạn mong muốn về khách hàng của bạn, và họ không phải là khách hàng tiềm năng, và khách hàng tiềm năng này không tương tác được. Và cũng phải quy định theo cái định hướng phát triển của thương hiệu. Ví dụ thương hiệu của các bạn đang là định hình, thì cái thương hiệu tức là theo mình nghĩ cái đơn giản là khách hàng nhớ đến gì về cái fanpage của bạn, về cái sản phẩm của bạn thế thôi. Nếu bạn tập trung về logo, tập trung về thiết kế này nọ, quan trọng là khách nhớ cái gì đến khi nhắc đến cái sản phẩm của bạn, fanpage của bạn. Ví dụ người ta nhắc đến fanpage của bạn đó là thấy cái fanpage ấy là chăm sóc khách hàng rất là tốt, dịch vụ hậu mãi tốt, giá đắt nhưng mà chất lượng tốt, hoặc là sản phẩm rất đa dạng, thì các bạn phải tuân theo cái định hướng đấy để làm nền tảng để các bạn viết. Và các bạn có thể, nếu như cái fanpage mới lập thì các bạn hãy chạy quảng cáo tăng like ban đầu, thì một ngày có thể bỏ ra chi phí tùy tầm khoảng 100.000 để chạy like, thì lên tầm đến tầm 2.000 like thì các bạn có thể dừng chạy được 2.000 hoặc 5.000, bởi vì là khi mình chạy quảng cáo bài viết cũng đã chạy tăng like rồi. Thì đây là 11 cái bước để các bạn lên kế hoạch và xây dựng nội dung lên fanpage, từ định hướng chung, mục tiêu khách hàng, mục tiêu phân tích khách hàng, điểm nhấn của thương hiệu, định hướng chung fanpage, hay thông điệp, nội dung chính và màu sắc chủ đạo, và so sánh đối thủ cạnh tranh, định hướng nội dung, và 10 là bài viết, 11 là đo lường chất lượng, hiệu quả và giá.
Thì tất cả những cái mục đây thì mọi người sẽ xây dựng một cái fanpage thành công. Và nếu mọi người triển khai cụ thể thì nó sẽ như đơn giản như thế này. Các bạn xây dựng từ khóa của fanpage tức là như thế nào? Ví dụ bây giờ các bạn làm một cái từ khóa, các bạn sản phẩm của các bạn là về mỹ phẩm chẳng hạn, thì bây giờ tất cả những từ khóa liên quan đến mỹ phẩm như là chọn mua mỹ phẩm, rồi là sử dụng mỹ phẩm tốt, hay là cách phân biệt mỹ phẩm thật giả, rồi là mùa thu dùng mỹ phẩm như nào, tất cả những cái vấn đề liên quan đấy các bạn có thể lên Google Trend để tìm cái xu hướng người ta gọi tìm kiếm. Và các bạn hãy xây dựng những cái bài viết quanh những cái từ khóa các bạn đã tìm được. Và tiếp theo thứ ba là các bạn xây dựng kế hoạch đăng bài theo tuần, theo ngày, theo tháng, theo năm. Ví dụ tuần này thì mình sẽ đăng về trị nám da, tuần sau sẽ làm các cái sản phẩm về dưỡng da đấy, tức là mình sẽ có cái định hướng viết bài và kế hoạch để khách hàng họ tiện theo dõi, cũng giống như là cái khóa học mà nó theo series thì mọi người dễ theo dõi hơn. Và thường xuyên tổ chức các cái game, các cái sự kiện, ví dụ như cái trang siêu rẻ ở Sài Gòn đây chẳng hạn, và bây giờ họ không cần quảng cáo nữa bởi vì là game họ tổ chức liên tục. Các bạn cứ thắc mắc là tại sao mà họ bỏ tiền ra tặng rất là nhiều như vậy, bởi vì tiền ấy còn rẻ hơn là để các tiền các bạn đi chạy quảng cáo. Thì người ta làm tặng sản phẩm vừa đỡ tiền quảng cáo, bởi vì là cái lượt chia sẻ rất là nhiều. Thứ hai là họ quảng cáo thương hiệu của họ, các bạn đến mua hàng thì các bạn sẽ mua cái sản phẩm khác cho họ, nên là các bạn được rất là nhiều lợi ích. Chúc các bạn thành công.